Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức liên quan tới tình hình kinh tế chính trị xã hội Việt Nam. Trước khi đi vào các nội dung chi tiết, một lần nữa chúng tôi xin thông báo với một số đồng các quý khán thính giả của KTV đang theo dõi các chương trình của chúng tôi trên kênh KTV1. Thưa quý vị, KTV1 làm cái kênh truyền thông của KTV trước đây đã bị vô hiệu hóa. Đó là lý do trong các cái bản tin hay các cái tin tức chúng tôi phát trên kênh KTV1 là những cái thông tin cũ, thậm chí là những cái thông tin mới nhưng chậm hơn so với những thông tin chúng tôi phát sóng trên kênh KTV4, một cái kênh thông tin chính thức của KTV hiện nay. Chúng tôi đề nghị quý vị, những người theo dõi các cái thông tin trên KTV1, hãy trở về kênh KTV4 theo các cái đường link ở dưới mỗi clip video trên kênh KTV1. Và điều đó giúp cho số lượng người theo dõi ở kênh KTV4 tăng lên. Và các video của KTV4 sẽ được đề xuất và giúp cho những người ở Việt Nam có điều kiện tiếp cận với các chương trình mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Thưa quý vị, những cái tin tức liên quan tới chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 tới đây là những cái trọng tâm thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Giới phân tích và bình luận quốc tế ngạc nhiên và người ta không tin rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những sự thay đổi đáng kể, đặc biệt những cái quyết định được cho là bước ngoặt, vì trước đó tháng 11 năm 2022, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc và ông Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ lần thứ 3. Trong chuyến thăm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cam kết với các nhà lãnh đạo Trung Nam Hải rằng Việt Nam kiên quyết duy trì một cái mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Theo đề nghị của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình, đó là không cho các cái thế lực thù địch, tức các cái quốc gia phương Tây, can thiệp vào mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Nhưng rõ ràng, những cái thông tin mới nhất cho thấy Tổng thống Joe Biden sẽ tới thăm Việt Nam để Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất nâng cao quan hệ ngoại giao lên mức cao nhất, ngang bằng với Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Nga. Đó là mối quan hệ ngoại giao chiến lược toàn diện. Tại sao ban lãnh đạo Hà Nội lại có những cái quyết định được cho là bất ngờ như vậy? Và một cái nội dung thứ hai, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện liên quan tới một tờ nhật báo ở Đức có tên TAZ. Đầu tuần này đã có một cái bài bình luận nhật báo TAZ có những lời lẽ giễu cợt Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng. Bằng chứng là ngay trên trang đầu của nhật báo TAS, người ta in hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiếm nửa trang nhất của tờ báo. Một cái điều đáng nói đó là không phải là một sự ca ngợi, mà nhật báo này đều xấu chính quyền Việt Nam với một tờ đề cho bức ảnh những cái lời chào yêu mến đến từ Hà Nội. Dưới đó làm cái bài viết với tít hết sức giễu cợt, đậm chất trào phúng, đó là tiêu đề vượt đường mòn Hồ Chí Minh đến thủ đô Berlin. Những tiêu đề vừa kể, giới truyền thông Đức muốn mô tả một cái con đường chạy trốn sang Cộng hòa Liên bang Đức của các cái quan chức Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là một cái lũ quan trại, đó là một cái lũ quan lại tham mô và đầy tội lỗi của một cái thể chế chính trị mà truyền thông Đức gọi là phi dân chủ ở Việt Nam. Nội dung bài báo đã phanh phui những cái sự xấu thà của chính quyền Việt Nam trong cái sự vô pháp vô luân khi tiến hành bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một cái quan chức ngành dầu khí Việt Nam tại trung tâm thủ đô Berlin, và đến nay làm cái sự bỏ trốn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một phụ nữ 54 tuổi lợi dụng tài sắc để tham gia môi giới cũng như buôn bán trái phép tham nhũng. Một cái điều đáng kể đó là nhật báo này định rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính từng là bồ bịch với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và hai người đã có chung với nhau một người con gái.
Chưa hết, Nhật Báo Tát còn công bố một cái tài liệu 12 trang từ một cái quan chức cấp cao của Việt Nam cho Nhật Báo này biết là ông Phạm Minh Chính và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là mục tiêu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như phe cánh của ông ta muốn hướng tới. Và thưa quý vị, ngoài ra trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay, chúng tôi tiếp tục những cái tin tức liên quan tới vấn đề kinh tế xã hội. Và một cái thông tin mừng chúng tôi thông báo với quý vị là trong những ngày gần đây, chúng tôi nhận được rất nhiều những cái bài viết gửi tới Tàn TV nhờ đăng. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét, đồng thời lựa chọn những cái bài đăng khả tín để chuyển tới quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào các cái nội dung chi tiết của bài nói chuyện tối hôm nay. Một cái thông tin đầu tiên chúng tôi tới với quý vị đó là câu chuyện liên quan. Reuters đưa tin cho biết Việt Nam thiệt hại 1,4 tỷ đô la Mỹ vì mất điện xảy ra trong tháng 5 và tháng 6. Theo Reuters cho biết một cái tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ở Việt Nam do nắng nóng và hạn hán chưa từng có xảy ra vào tháng 5 và tháng 6 đã gây những thiệt hại đáng kể lên đến 1,4 tỷ đô la. Đó là những thông báo của Ngân hàng Thế giới World Bank. Theo Ngân hàng Thế giới cho biết, miền Bắc Việt Nam đã bị mất điện liên tục và đột ngột. Và điều đó đã khiến cho các cái hoạt động của nhiều nhà máy bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ hiếm khi nhận được những thông báo hoặc thậm chí không có bất kỳ một thông báo nào của cơ quan quản lý điện. Do đó, Việt Nam hiện nay trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của một số công ty sản xuất toàn cầu như Samsung hay Foxconn. Ngân hàng Thế giới đã trích dẫn một cuộc khảo sát ngành công nghiệp nhỏ và cho biết trong một bản cập nhật kinh tế tháng 8 cho rằng với mức thâm hụt cung cầu cao nhất, ước tính với một số lượng tiêu thụ điện rất lớn, các doanh nghiệp ở phía Bắc đã báo cáo một khoản lỗ lên tới 10% doanh thu. Trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới cho hay, ước tính về sơ bộ các chi phí kinh tế cho sự cố mất điện trong tháng 5 và tháng 6 lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 0,3% GDP của Việt Nam. Đó là những thông báo của Ngân hàng Thế giới ngày 10 tháng 8. Theo đó, Việt Nam đã phải vật lộn với một loạt đợt nắng nóng bắt đầu từ đầu tháng 5 khi nhiệt độ đạt những mức cao kỷ lục, trong khi các con sông và các hồ chứa của các nhà máy thủy điện mức nước đến mức cạn kiệt. Vẫn theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam vốn là quốc gia phụ thuộc vào thủy điện. Thủy điện ở Việt Nam đáp ứng gần một nửa nhu cầu năng lượng của quốc gia này, trong khi nhu cầu điện đang tăng trung bình 8% cho mỗi năm. Theo đó, chính phủ Việt Nam đã đặt các mục tiêu sẽ giảm 2% mức tiêu thụ năng lượng mỗi năm cho tới năm 2025. Những điều vừa kể theo Ngân hàng Thế giới đã cho thấy những vấn đề khó khăn về năng lượng. Điều đó có thể vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, thưa quý vị, những khó khăn chung về việc thiếu điện ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, những quyết định mới đây của Bộ Công Thương, cụ thể tại một cuộc họp báo của Chính phủ chiều ngày 5 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Đỗ Hải Thắng đưa ra những đề nghị tăng giá điện với chu kỳ 3 tháng một lần để tránh giật cục. Giới phân tích và dư luận xã hội cho rằng ông Đỗ Hải Thắng dùng từ là giật cục. Điều đó có nghĩa là giá điện sẽ tăng theo quy luật 3 tháng một lần vì nó có thể gây ra những phản ứng dữ dội của dân chúng. Bây giờ Bộ Công Thương đã đề nghị chính phủ chia ra làm nhiều đợt, mỗi đợt chỉ tăng một ít nhưng với một mức độ lũy tiến. Thưa quý vị, những đề nghị của Thứ trưởng Bộ Công Thương khiến cho dư luận xã hội nghĩ tới một phát biểu dậy sóng. Đó là tại Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2017. Ông Vũ Đình Ánh, một quan chức của Bộ Công Thương, đưa ra một ý kiến được cho là bất nhân. Ông Vũ Đình Ánh nói, nhà nước tiến hành thu thuế cũng như vặt lông vịt, chúng ta vặt từ từ đừng để người dân kêu toán lên. Dư luận xã hội cho rằng có lẽ ông Vũ Đình Ánh nói những câu
giống như Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hải Thắng hiện nay, nó là áp dụng một cái hiệu ứng luộc ếch, tức là thu thuế, thu giá điện tăng từ từ để cho người dân không cảm giác thấy rõ, không kêu là. Và với cái tình trạng thu tiền tăng đối với giá điện kéo dài như vậy thì thử hỏi nó ảnh hưởng tới cuộc sống của người lao động ra sao, trong khi kinh doanh độc quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Như quý vị đã biết trong cái báo cáo mới nhất, lỗ lũy kế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam lên tới con số 100.000 tỷ. Đó là những cái lý do EVN đề nghị tăng giá điện để bù lỗ. Tuy nhiên, giới phân tích kinh tế cho rằng với phương cách quản lý kinh doanh độc quyền của EVN hiện nay, thì rõ ràng tăng giá điện thế chứ tăng giá điện hơn thế nữa thì kinh doanh của EVN với một cái cơ chế quản lý không minh bạch, không công khai thì không thể kiểm soát. Một cái điều đáng nói là việc thua lỗ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam không phải do các hoạt động kinh doanh thua lỗ, mà nó được tính toán từ trước, và lỗ là một vấn đề trọng tâm để EVN lấy cớ thua lỗ. Nhưng các công ty con của họ thì như quý vị đã biết, kinh doanh có lãi thì lấy tiền gửi ngân hàng để hưởng lãi chia nhau, trong khi mặt bằng chung kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn luôn kêu lỗ. Thực chất nó là một chiêu bài dùng để móc túi người dân thông qua các hóa đơn thu tiền điện. Như quý vị đã biết, hiện nay EVN đang phạm phải một số sai phạm lớn, cần phải xem xét điều tra, thậm chí phải khởi tố. Cụ thể câu chuyện của cựu chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Dương Quang Thành, một cái người vừa nghỉ hưu trước tuổi vào ngày 1 tháng 5. Một cái điều đáng nói, ông Dương Quang Thành nghỉ hưu sớm 4 năm so với tuổi nghỉ hưu chế độ. Và điều đó làm cho một số nhà phân tích nghi ngờ rằng ông Dương Quang Thành đã tháo chạy trước khi cơn bão, tức Bộ Công an sẽ ập vào để khởi tố điều tra. Theo giới phân tích cho rằng vấn đề hiện nay của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đó là kiểu kinh doanh độc quyền, mà cần phải có những cái sự cạnh tranh giữa các cái doanh nghiệp hay các cái tổ chức kinh doanh liên quan tới vấn đề điện lực. Và rõ ràng trong cái thời gian hàng chục năm, lãnh đạo Việt Nam để cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam kinh doanh độc quyền với lý do được cho là vì an ninh năng lượng. Nhưng rõ ràng với một sự thiệt hại trong 2 tháng 5 và 6 lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ, rõ ràng nó làm câu chuyện liên quan tới việc mất an ninh năng lượng, chứ không phải là đảm bảo. Vậy mà EVN lỗ vốn triền miên nhưng vẫn có cái quyền ép cả bên bán điện đến bên mua điện phải chấp nhận những cái luật chơi bất bình đẳng của họ. Nếu bên mua điện phản ứng lập tức bị cắt điện tức thì, một cái câu hỏi đặt ra với một cách quản lý kinh doanh điện như vậy thì làm sao có thể đảm bảo an ninh năng lượng cho nền kinh tế Việt Nam? Thưa quý vị, những cái điều chúng tôi nói với quý vị để thấy rõ nhà nước Việt Nam sử dụng các doanh nghiệp để độc quyền kinh doanh một số mảng, đó là cái nguyên nhân hết sức nguy hiểm. Mà rõ ràng kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước lâu nay động tới đầu lỗ tới đấy. Tại sao nhà nước Việt Nam vẫn duy trì một cái tình trạng bất bình đẳng như vậy? Và nó liên quan gì tới những cái nhóm lợi ích? Trong đó có vai trò của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương ông Trần Tuấn Anh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị một cái câu chuyện liên quan tới ông Đinh Tiến Hùng, nguyên Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái. Trước Đại hội 13 đã bị truy tố tội danh vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình trong giai đoạn 2020 tới 2021. Được biết vụ án sắp được đưa ra xét xử và khung hình phạt đối với nguyên Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái từ 2 tới 7 năm tù. Được biết vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào sáng ngày 14 tháng 8 tới đây. Truyền thông nhà nước đưa tin cho biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một cái quyết định sẽ đưa vụ án liên quan tới ông Đinh Tiến Hùng, sinh năm 1984, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái, trong cái phiên xét xử sơ thẩm.
Theo đó, phiên tòa dự kiến vào sáng ngày thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2023. Ngoài ông Đinh Tiến Hùng còn có 9 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử với hai nhóm tội danh khác nhau. Đó là vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và sử dụng trái phép vật liệu nổ. Đó là các bị cáo Lăng Đức Hân, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Hậu, Bùi Mạnh Hùng, Bùi Minh Đức, Trần Đắc Việt, Nguyễn Văn Báu và Lưu Bằng Đoàn, và ông Nguyễn Mạnh Hùng đóng vai trò chủ mưu. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Tuyền Hồi của Nguyễn Văn Hậu là giám đốc có mỏ quặng ở xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã hết hạn trong cái quá trình xin phép cấp phép lại vào năm 2020 để chuẩn bị cho cái việc khai thác. Khi được cấp phép lại, công ty này đã hợp tác với công ty Ngọc Tâm của ông Lăng Đức Hân mở một cái con đường mới vào khu mỏ. Quá trình thi công, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tâm phát hiện rất nhiều những cái hầm lò cũ nên nảy ý định nổ mìn lấy đá làm đường, đồng thời khảo sát xem có những cái quặng trì hay quặng kém vốn các cái mỏ cũ đang khai thác hay không. Theo cáo trạng cho biết, vào tháng 10 năm 2020, do vướng mắc trong cái quá trình cấp lại giấy phép, ông Nguyễn Trọng Tuấn, phó giám đốc công ty Tuyền Huy, nói với ông Nguyễn Văn Hậu rằng ông Hậu có quen ông Đinh Tiến Hùng, khi đó là phó bí thư thường trực tỉnh đoàn Yên Bái. Sau khi bàn bạc, hai người vừa kể đã về thành phố Yên Bái và gặp ông Hùng tại cơ quán cà phê ở đường Yên Ninh. Tại đây, theo cáo trạng cho biết, ông Đinh Tiến Hùng đã đưa ra những cái lời hứa rằng ông sẽ lo quan hệ, lo cơ chế để giúp việc khai thác những cái tài nguyên trái phép trên địa bàn vừa kể, với một cái điều kiện số tiền thu được từ hoạt động ông Hùng sẽ hưởng lợi 1/3. Do đó, công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án vào tháng 3 năm 2021 dựa trên những cái lời khai của các cái bị nghi can. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, ông Đinh Tiến Hùng không thừa nhận và cho rằng cơ quan điều tra áp đặt những cái tội không có. Theo cáo trạng, qua thẩm định, khối lượng đất đá được xác định là quặng trì quặng kém khoảng hơn 1.000 tấn với trị giá 2 tỷ đồng, nghĩa là ông Hùng sẽ được hưởng lợi 700 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Hùng được tại ngoại và áp dụng các biện pháp ngăn chặn để cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, ông Đinh Tiến Hùng không chấp nhận và đưa ra những cái khiếu nại cho rằng có rất nhiều những vấn đề bất thường trong việc đánh giá chứng cứ nên hồ sơ vụ án bị trả đi trả lại nhiều lần. Cụ thể, công an Yên Bái vào ngày 4 tháng 5 năm 2022 ban hành một cái kết luận điều tra lần thứ nhất, nhưng sau đó một tháng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái trả lại yêu cầu điều tra bổ sung. Và lần thứ hai, ngày 24 tháng 8, công an Yên Bái làm cái kết luận điều tra bổ sung, nhưng vẫn bị Viện Kiểm sát Nhân dân Yên Bái trả lại vào tháng 10 năm 2022. Cho đến ngày 18 tháng 12 năm 2022, công an Yên Bái có kết luận điều tra bổ sung lần thứ ba. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành cáo trạng gửi cho Tòa án Nhân dân tỉnh cũng bị trả lại vào tháng 6 năm 2023. Trong chiếc lá đơn kêu oan của mình, ông Đinh Tiến Hùng cho rằng ba lần kết luận, hai lần ra cáo trạng, nhưng cơ quan điều tra vẫn không làm rõ một cái kết luận cho rằng ông Hùng chịu trách nhiệm lo cơ chế, lo quan hệ là gì. Nói với truyền thông nhà nước, ông Đinh Tiến Hùng khẳng định cho đến trước ngày ra tòa vào thứ hai tới đây, những cái chi tiết quan trọng nhất mà ông nhiều lần khiếu nại vẫn không được làm rõ, cụ thể là những cái cáo buộc ông đứng ra lo cơ chế, lo quan hệ cho các đối tượng khai thác lậu tài nguyên. Ông Hùng nói, tôi chỉ là phó bí thư tỉnh đoàn làm công tác đoàn, trong khi các cái thủ tục liên quan đến việc khai thác quặng mỏ phải do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Vậy thử hỏi, tôi là ai mà tôi dám đứng nhận ra lo cơ chế, lo quan hệ? Mà tiền nào mà lại nói tôi được nhận 1/3 lợi nhuận? Trong khi đó, kết luận điều tra, cáo trạng của Viện Kiểm sát vẫn không chỉ ra những cái điều vừa kể.
Đồng thời, ông Đinh Tiến Hùng cho biết đã nhiều lần gửi đơn thư kêu cứu tới Ban Dân nguyện của Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao cũng như các cái cơ quan báo chí, song vẫn chưa có câu trả lời. Thưa quý vị, với cái vụ việc vừa kể, với cái kinh nghiệm của người làm báo, chúng tôi cho rằng với cái vai trò là Phó Bí thư Tỉnh đoàn thường trực, ông Đinh Tiến Hùng vụ án và những cái cáo buộc xảy ra trước giai đoạn Đại hội Đảng bộ của tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025, và đó là những cái âm mưu của các cái thế lực ở tỉnh Yên Bái muốn loại ông Đinh Tiến Hùng. Bởi vì quý vị có thể hiểu rằng trước Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đinh Tiến Hùng với cái cương vị Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái chắc chắn sẽ nhận một cái nhiệm vụ mới, đó là Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái và có trần trọng thường vụ tỉnh ủy. Và rất có thể nhiệm kỳ sau ông Đinh Tiến Hùng sẽ vươn lên chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm cái điều chắc chắn sẽ xảy ra. Do đó chúng tôi khẳng định cái câu chuyện vừa kể chẳng qua là các cái phe nhóm trong đảng bộ tỉnh Yên Bái đánh nhau để giành ghế mà thôi. Thưa quý vị, những cái điều chúng tôi vừa kể để quý vị thấy rằng hiện nay các cái quan chức Việt Nam với một cái cơ chế thiếu minh bạch thì rõ ràng họ cũng bị ghép tội dễ dàng và nhận những cái bản án oan làm cái điều dễ hiểu. Và thưa quý vị, sau đây là một cái bản tin liên quan tới vấn đề xã hội. Đây là những cái thông tin liên quan tới việc trong những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 ở các tỉnh Bắc Bộ Việt Nam có hiện tượng rất nhiều người Trung Quốc sang mua giun đất. Họ mua cả giun đất tươi lẫn giun đất sấy khô, và điều đó đã khiến cho một cái nạn săn bắt kích điện bắt giun đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa các cái thông tin cho biết nạn kích điện giun đất rộ lên ở các cái tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Giang, vân vân trong một cái thời gian gần một tháng trở lại đây. Theo đó, những người săn bắt giun họ đã sử dụng máy kích gồm hai que nhọn nối với một cái bình ắc quy hay một cái pin công suất lớn. Sau đó họ cắm hai que nhọn xuống đất, và điều đó khiến cho toàn bộ giun trong diện tích khoảng 1 mét vuông sẽ chui lên mặt đất. Sau đó họ bắt mang về loại bỏ nội tạng, sấy khô và bán cho những cái đầu mối để xuất khẩu qua Trung Quốc với giá ước chừng 600.000 đồng cho một ký. Được biết tại Trung Quốc hiện nay, giun đất được coi là địa long, tức rồng đất, và đã được coi là một trong những cái nguyên liệu trong y học cổ truyền của Trung Quốc với một cái lịch sử hơn 2.000 năm. Dược liệu Trung Quốc cho rằng giun đất có những cái công dụng thanh nhiệt, chấn ăn, nhuận phế, lợi tiểu, vân vân và vân vân. Nhưng một cái vấn đề trong nội dung chúng tôi đưa tới các quý vị, đó là chúng ta phải hiểu rõ việc bắt giun đất sẽ làm cho môi trường mất cân bằng về mặt sinh thái. Và như quý vị đã biết, ở Trung Quốc đã có những cái bài học đau đớn về việc phá hủy cân bằng sinh thái, đó là trong cái chiến dịch chim sẻ của Mao Trạch Đông năm 1950. Trung Quốc đã phát động một chiến dịch giết chim sẻ vì ông Mao cho rằng vì chim sẻ phá hoại mùa màng đã gây ra cái tình cảnh thiếu đói của người dân Trung Quốc. Tuy nhiên sau khi chiến dịch chim sẻ, diệt chim sẻ được hoàn tất, thì ở Trung Quốc sâu bọ phát triển mạnh và đã phá hoại mùa màng, thậm chí còn nhanh và mạnh hơn cả chim sẻ. Theo các nhà khoa học cho rằng con giun đất có chức năng làm xốp đất, và điều đó sẽ giúp cho cây trồng tốt hơn. Khi giun đất bị bắt hết, đất đai sẽ tiêu tụy và trở thành đất chết. Và đó là lý do tại sao chiến dịch bắt giun đất hiện nay ở các tỉnh Bắc Bộ Việt Nam đang gây các cái tai họa cho các cái vườn cây ăn trái, đặc biệt các cái vườn bưởi ở Hòa Bình. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết, lá bắt đầu vàng và bắt đầu rụng. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có một cái bài bình luận về câu chuyện người Trung Quốc ồ ạt qua Việt Nam mua giun đất, và điều đó gây ra một cái hậu quả, đó là các vườn cây ăn trái của Việt Nam đang gặp nạn
Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết, việc thương lái Trung Quốc qua Việt Nam mua run đất, nó dẫn tới một cái tình trạng bắt trộm run tràn lan, và điều đó đã gây tai họa cho các cái vườn cây ăn trái, trong khi chính quyền Việt Nam vẫn chưa có biện pháp xử lý. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết, theo giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân, hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ, nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng run đất hay trùn đất trong y học Trung Quốc, nó có tên gọi là địa lòng. Bây giờ Trung Quốc người ta đã xài, tức bắt hết run đất rồi, nên họ qua Việt Nam mua mà thôi. Nói về giá trị của run đất, theo giáo sư Võ Tổng Xuân nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, run đất rất quan trọng, chúng giữ cho đất đai màu mỡ, đất đai được tươi xốp, và nếu thiếu run đất thì đất sẽ bị nén chặt một cách dễ dàng. Mà nếu không có run đất, theo giáo sư Võ Tổng Xuân, thì cây trái nó vẫn ra trái, nhưng rõ ràng trái không tươi tốt và phải tốn kém thêm nhiều phân bón hơn. Nó là chưa kể tới việc đất bị nén chặt thì cây không được cung cấp nước một cách đầy đủ, trong khi mưa lớn sẽ gây ra ngập lụt. Do đó, việc sử dụng các dụng cụ kích điện bắt run đất, nghĩa là cứ bắt hết liên tục từ đợt này tới đợt khác, thì đất sẽ hết run. Theo tiến sĩ Võ Tổng Xuân, trong thực tế đất vẫn còn rất nhiều những chứng run. Run mà người ta bắt đi thì run còn nó vẫn phát triển lên. Nhưng run không thể hết. Song với cách bắt run bằng kích điện làm cái điều hết sức nguy hiểm. Bởi vì kích điện thì run còn cũng không sinh sôi nảy nở. Giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân đã gợi ý, nếu người Việt Nam muốn thì hãy nuôi run đất, mà theo ông không có gì khó cả, bởi vì ở Việt Nam nuôi run chỉ để làm phân bón mà thôi. Và điều đó theo tiến sĩ Võ Tổng Xuân cho rằng chúng ta phải biết tận dụng. Khi người Trung Quốc đặt hàng thì Việt Nam nuôi và bán cho họ, chứ đừng làm cái chuyện xua đuổi thương lái hay cấm người dân. Đồng thời giáo sư Võ Tổng Xuân cho rằng nạn kích điện bắt run hiện nay rất có hại, nhưng rõ ràng pháp luật Việt Nam chưa thể xử lý vì không có những quy định của pháp luật. Theo giáo sư Võ Tổng Xuân cho biết, bây giờ chúng ta chưa có những luật lệ để phạt những người đi bắt trộm run, tức xâm phạm đất đai của người khác. Thành ra muốn bắt những người đi bắt run trộm cũng rất khó khăn. Nó là lý do theo giới phân tích Việt Nam nên gấp rút ra luật, vì đã có những quy định chế tài liên quan tới việc trích điện bắt cá, nhưng chưa có những điều luật cụ thể trong việc xử phạt những người kích điện bắt run. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dẫn phát biểu của ông Trịnh Bá Ninh, cựu phó tổng biên tập báo Nông Nghiệp, đưa ra những đề xuất cho rằng chúng ta cần phải thương mại hóa vấn đề nuôi cũng như bán run, không được cấm đoán. Trung Quốc muốn mua thì chúng ta cứ bán. Theo Phó Tổng báo Nông nghiệp ông Trịnh Bá Ninh nhấn mạnh, anh tức Trung Quốc muốn mua thì Việt Nam tức tôi sẽ kêu cùng giá rất cao. Chẳng hạn Trung Quốc muốn mua lúa non thì Việt Nam bán cho họ với giá lúa chín. Mà nếu Trung Quốc muốn mua lá nhãn thì Việt Nam sẵn sàng bán thẳng cho họ với cái giá bằng giá bán cả cây nhãn. Nếu Trung Quốc muốn mua cầu non thì Việt Nam sẵn sàng bán luôn, nhưng sẽ bán với một cái giá cao gấp đôi cầu già. Tôi không cần biết Trung Quốc mua làm gì, cứ mua là chúng ta bán với một cái giá cao, và buộc lòng họ sẽ phải bỏ. Những cái điều của ông Trịnh Xuân Ninh nói, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nó liên quan tới ý đồ của Trung Quốc trong việc phá hoại. Nó là câu chuyện các cái thương lái Trung Quốc trong nhiều chục năm vừa qua, họ sẽ sang Việt Nam mua những cái mặt hàng lạ mà người nông dân Việt Nam dù không biết Trung Quốc mua làm gì, nhưng họ sẵn sàng bán, và sau đó nông dân chịu hậu quả. Chẳng hạn như Trung Quốc sang Việt Nam đặt mua móng trâu, thì điều đó sẽ khiến cho đồng ruộng Việt Nam thiếu sức kéo, hay họ mua lá điều của Việt Nam thì cây điều không ra trái. Họ mua cầu non thì nông dân không còn quả cầu nào để bán ở trong nước. Theo giáo sư Võ Tổng Xuân đưa ra những cái nhận xét, rõ ràng trong vụ mua run đất hiện nay chưa có những cái bằng chứng để chúng ta suy đoán
Người Trung Quốc muốn phá hoại nền nông nghiệp của Việt Nam, theo giáo sư Võ Tầm Xuân, chẳng qua một cái hiện tượng do nhu cầu về run đất của Trung Quốc tăng cao mà họ không có điều kiện đáp ứng đủ, chứ không phải Trung Quốc có ý đồ phá hoại nông nghiệp đối với Việt Nam. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, theo tiến sĩ Võ Tầm Xuân thì cái việc kích điện bắt run hiện nay sẽ gây những tác hại lớn cho nông dân. Theo giáo sư Võ Tầm Xuân, kêu gọi người nông dân ở Việt Nam phải hết sức cảnh giác. Theo giáo sư nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng bản thân những người nông dân họ ít học, họ không sáng suốt, họ không có ý thức dè chừng, cho nên phải tuyên truyền giải thích cho nông dân không được bán những cái mặt hàng lạ cho dù giá cao đi chăng nữa, bởi vì nhà nước thực sự không có cách nào cấm được họ, không cấm được chủ vườn, chủ đất bán hoa lợi cho bất kỳ ai, và nhà nước càng không thể ngăn chặn đưa về một cái tình trạng ngăn sông cấm chợ. Đó là lý do trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi đề nghị với quý vị hãy giải thích với người dân ở Việt Nam, đặc biệt các lãnh đạo chính quyền địa phương cần phải quan tâm nhiều hơn. Mà những cái hiện tượng mới lạ bất thường mà thương nhân Trung Quốc sang đặt mua thì chính quyền phải sử dụng quyền của mình chất vấn họ, thậm chí có quyền điều tra. Lãnh đạo địa phương có thể hỏi các thương nhân mua loại đó để làm gì, có mang tính phá hoại hay không. Và thưa quý vị, khi được hỏi, một cái tình trạng diễn ra kéo dài hàng chục năm như vậy, tại sao người nông dân Việt Nam không rút ra các bài học kinh nghiệm mà họ nhiều lần rơi vào các cái bẫy của thương lái Trung Quốc? Theo giáo sư Võ Tổng Quân cho rằng, bình thường những người lao động nghèo, họ không chịu học những cái bài học của quá khứ. Họ cứ thấy gì kiếm được tiền là họ chơi tất, họ chơi liền, không cần biết tương lai tuần sau hay tháng sau ra sao. Thưa quý vị, liên quan tới việc săn run đất xuất khẩu hiện nay, giáo sư tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ông Đặng Hùng Võ có những cái nhận xét cho rằng ở Việt Nam run đất chưa được coi là cái món ăn hay vị thuốc quý, nhưng một số quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, họ đều đánh giá cao giá trị dinh dưỡng và khả năng kháng bệnh của một số loài run đất. Thậm chí ở Trung Quốc hiện nay có rất nhiều những trung tâm y học cổ truyền của họ cho rằng sự xuống cấp của môi trường đã gây ra rất nhiều những cái bệnh tật mới làm suy giảm sức khỏe của con người mà run đất sấy khô có thể chữa được. Đó là lý do tại sao nhu cầu về run đất hiện nay đã tăng vọt từ 400 tấn vào năm 2010, tăng lên 675 tấn vào năm 2020. Và ở Trung Quốc, run đất được sử dụng làm thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thậm chí còn là mặt hàng xuất khẩu. Giải thích về câu hỏi người Trung Quốc mua run đất để làm gì, theo giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng rất nhiều người Trung Quốc mua run đất để họ làm thuốc đông y chữa bệnh tim mạch. Theo đó, run được bắt về được loại bỏ nội tạng, sau đó sấy khô. Và từ nhu cầu lớn của thị trường Trung Quốc hiện nay, đó là lý do các thương nhân Trung Quốc ở các tỉnh tiếp giáp với biên giới Việt Nam, họ đã coi nghề săn bắt địa long, tức nghề bắt run đất, làm cái nghề kiếm sống dễ dàng, có thu nhập cao. Từ chỗ đào đất để tìm run, những cái người đào run đất tiến tới dùng máy điện long đánh bắt bằng xung điện. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, máy điện long cũng hoạt động như cách đánh cá bằng xung điện của ngư dân miền biển, một cái hình thức đánh bắt hủy hoại môi trường đã bị cấm ở Việt Nam theo quy định của luật thủy sản và bộ luật hình sự hiện nay. Không chỉ như vậy, ở Hàn Quốc có những cái món ăn bằng run đất rất đắt tiền mà bản thân tôi, tức giáo sư Đặng Hùng Võ, không dám ăn. Đó là cái món cháo run, nghe nói rất ngon và có giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh cao. Thưa quý vị, nói tóm lại, vì việc bảo vệ môi trường, tốt nhất hãy để cho môi trường phát triển một cách tự nhiên theo điều kiện sinh thái vốn có của nó, bởi vai trò của run đất rất quan trọng. Run đất sẽ giữ cho đất đai màu mỡ tươi tốt và hiệu quả canh tác sẽ tăng lên.
Vấn đề quan trọng là chúng ta hãy tuyên truyền giải thích cho người nông dân biết rằng đừng vì cái lợi trước mắt mà nó ảnh hưởng tới môi trường một cách lâu dài. Và thưa quý vị, chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tới Hà Nội dự kiến trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, mục đích chính của chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hoa Kỳ nó là việc thiết lập một cái đối tác chiến lược Việt-Mỹ ở tầm mức đối tác chiến lược trong năm 2023. Theo giới phân tích, đây là một sự kiện diễn ra trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam. Điều đó sẽ là một tín hiệu tốt, một cơ hội tốt, hứa hẹn. Nhưng một cái điều quan trọng hơn, đó không phải là một sự ngẫu nhiên, mà đó có thể coi là một cái sự chủ động không ngần ngại từ phía Mỹ. Sau khi có những cái tín hiệu được gửi ra từ phía Việt Nam, như mở đầu bài nói chuyện chúng tôi đã nói, đó là một giá trị những cái tín hiệu tích cực, chủ động từ phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một cái câu hỏi đặt ra là tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại quyết định những cái thay đổi bất ngờ, thậm chí là triệt để đến như vậy? Và hẳn quý vị còn nhớ cuối tháng 7 năm 2023, nhân một cái cuộc vận động tái tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ năm 2024, ông Joe Biden có nói với các nhà tài trợ cho cuộc tái tranh cử rằng: "Tôi nhận được một cái cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam. Họ rất muốn gặp tôi khi tôi tới dự hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Ấn Độ đầu tháng 9 tới đây." Thậm chí ông Joe Biden khẳng định một cách chắc chắn như đinh đóng cột rằng lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, họ mong muốn nâng tầm để Mỹ trở thành một đối tác lớn cùng với Nga và Trung Quốc hiện nay. Thưa quý vị, lúc đó, trong các cái bản tin chúng tôi đã thưa với quý vị rằng ông Joe Biden không nói rõ người đứng đầu đó là người đứng đầu của nhà nước, của đảng, của chính phủ hay người đứng đầu chính phủ ông Phạm Minh Chính. Và một cái điều không rõ ràng như vậy khiến cho truyền thông quốc tế đã bàn tán rất nhiều về những cái phát biểu vừa kể của Tổng thống Joe Biden. Đa số họ không tin. Thậm chí họ cho rằng Tổng thống Mỹ đã đưa ra những cái nhận xét hơi phóng đại bởi các lý do cho rằng làm gì có chuyện người đứng đầu Việt Nam, hay một cái cách gián tiếp nhắc tới tên ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ động điện thoại trực tiếp nói rằng ông Trọng muốn gặp Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden vào cái thời điểm vừa kể. Như quý vị đã biết, theo giới phân tích, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng, một cái nhân vật được dư luận nước ngoài đánh giá làm cái nhân vật bảo thủ, mà họ dùng một cái từ dịch ra tiếng Việt đó là ông Trọng là một trong những sinh vật cộng sản tiền sử cuối cùng còn sót lại trên địa cầu này. Đó là lý do luồng dư luận cơ bản cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã lợi dụng danh nghĩa chống tham nhũng để loại bỏ các thành phần lãnh đạo thân phương Tây, đồng thời để củng cố quyền lực cho phe thủ cựu ở Việt Nam hiện nay. Về mặt chính trị, giới quan sát và bình luận phương Tây cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người áp dụng và dập khuôn, luôn luôn học hỏi các chính sách của Trung Quốc, cụ thể chính sách của ông Tập Cận Bình để áp dụng cho Việt Nam. Đặc biệt về mặt kinh tế, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa Việt Nam, đặc biệt các tỉnh ở phía Bắc gắn liền vào cái huyết mạch kinh tế của Trung Quốc qua các văn kiện hợp tác hai hành lang một vành đai và các dự án chiến lược vành đai con đường của Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng về lĩnh vực quốc phòng, ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn khẳng định chính sách 4-0, đó là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại với quốc gia thứ ba, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Những cái điểm vừa kể thưa quý vị, đó là chính sách quan hệ đối ngoại 4-0 của Việt Nam. Những cái điều vừa kể nó quyết định mọi chính sách quốc gia của Việt Nam từ kinh tế, chính trị tới quốc phòng. Và xét cho cùng, theo giới phân tích quốc tế, đều làm lợi và hài lòng ban lãnh đạo Bắc Kinh. Giải thích về lý do ông Nguyễn Phú Trọng rập khuôn của Trung Quốc trên cả chính trị, kinh tế, với một cái hy vọng của ông Trọng rằng Việt Nam sẽ có cái cơ hội phát triển mạnh mẽ như Trung Quốc,
Theo giới phân tích, những điều vừa kể để cho thấy làm gì có chuyện người đứng đầu nhà nước Việt Nam, cụ thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lại rất muốn gặp Tổng thống Hoa Kỳ. Phải chăng ông Trọng bày đặt ra cái trò muốn gặp gỡ để nâng cấp hay để thực hiện một cái bài bản chọc lấy bánh xe của Trung Quốc giao trò? Thậm chí trong cái tuyên bố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng ông mong muốn nâng tầm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ trở thành một cái quan hệ đối tác lớn ngang bằng với Nga và Trung Quốc. Những cái điều vừa kể, thưa quý vị, là những cái điều mà giới phân tích phương Tây nghi ngờ, thậm chí không tin. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến cho rằng có lẽ ông Joe Biden nói thật về câu chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi điện cho ông ta, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thực sự muốn gặp Tổng thống Joe Biden, và Việt Nam thực sự có cái nhu cầu muốn nâng tầm đối tác để Mỹ đứng ngang hàng với Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Nga. Những cái điều vừa kể căn cứ vào đâu để khẳng định như vậy? Thưa quý vị, theo học giả Trương Nhân Tuấn, trong một status liên quan tới câu chuyện Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tới thăm Việt Nam trong tháng 9 tới đây, ông Trương Nhân Tuấn cho rằng ông Joe Biden nói thật và ông Trump cũng nói thật, ấy không có cái chuyện gì là quá mức. Tại sao học giả Trương Nhân Tuấn lại nói như vậy? Theo học giả Trương Nhân Tuấn, bởi vì dầu cho Nguyễn Phú Trọng được cho là một cái người lầm tầm, một cái nhân vật cộng sản bảo thủ còn sót lại trên địa cầu, nhưng rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng qua các cái tham mưu, đặc biệt trưởng ban đối ngoại trung ương ông Lê Hoài Trung, đã giải thích cho ông Trọng thấy rằng mô hình của Trung Quốc áp dụng cho Việt Nam đã không thành công. Và Việt Nam càng dựa vào Trung Quốc thì Việt Nam càng tụt hậu về nhiều mặt. Việt Nam càng áp dụng các chính sách của Trung Quốc thì Việt Nam càng lún sâu vào sự lệ thuộc Bắc Kinh. Theo học giả Trương Nhân Tuấn, có rất nhiều các lý do để giải thích. Thứ nhất là cán bộ Việt Nam cũng như cán bộ Trung Quốc, họ đều là con người. Trong khi vấn đề nhân sự, cán bộ lãnh đạo của Việt Nam đã bị tiến hóa ngược. Đó là lý do tại sao các cái lãnh đạo Việt Nam là những cái kẻ ăn không chừa bất kỳ một thứ gì của dân, mà điều đó hầu như chưa thấy ở các cái lãnh đạo Trung Quốc. Một cái vấn đề thứ hai, Việt Nam thất bại bởi cơ quan tiền giáo của Việt Nam, họ rập khuôn một cái khuôn giáo điều chiến hoàng thời Tập Cận Bình trước đây. Đường lối tuyên truyền của Trung Quốc, như quý vị đã biết, ngày xưa dưới thời Đặng Tiểu Bình hay Mao Trạch Đông, nó hoàn toàn đối ngược với tuyên giáo thời kỳ của ông Tập Cận Bình. Tuyên giáo thời Đặng Tiểu Bình giang trạch dân Hồ Cầm Đào, có một mục đích thu hút nhân tài, đề cao tư bản Đài Loan và Hồng Kông. Vậy mà ông Tập Cận Bình từ năm 2012, sau khi nắm quyền, thì xuất hiện một cái lực lượng tuyên giáo chiến lang. Theo đó, ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc có cái mục đích khơi động tinh thần dân tộc chủ nghĩa để chống Hoa Kỳ, để chống lại các thế lực ly khai, chống lại chủ trương thống nhất Đài Loan bằng mọi giá. Và rốt cuộc, thay vì thu hút nhân tài, ban lãnh đạo tuyên giáo của Việt Nam đã thù địch hóa các nhân tài, đưa các nhân tài vào hàng thế lực thù địch, là bọn phản động, thay vì khơi động tinh thần yêu nước ở các cái thành phần tư sản dân tộc. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy ở Việt Nam hiện nay, những cái người có tiền, bất kể là một thành phần nào, thì họ bằng mọi giá tìm cách đi định cư ở các quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ hay Tây Âu. Những cái điều vừa kể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra, và đó là những cái lý do ông Nguyễn Phú Trọng đã thấy rằng Việt Nam phải cấp bách thoát chung. Và hiển nhiên trong cái tình trạng của người lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đang trong cái tình trạng của một cái người lún bùn tới cổ. Theo học giả Trương Nhân Tuấn, Việt Nam ngay lúc này phải nắm chặt một cái điểm tựa chắc chắn, đó là phải dựa nhận cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Đặc biệt vấn đề đó nó liên quan tới một cái câu hỏi: nếu xảy ra đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan tới hồ sơ Biển Đông, thì ai sẽ đứng ra giúp và bảo vệ cho Việt Nam? Đó là lý do theo học giả Trương Nhân Tuấn, chuyện ông Nguyễn Phú Trọng, chúng ta phải thừa nhận rằng quyết định quay xe Trọng muốn gặp Biden là một chuyện có thật.
Và vì vậy, chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngang hàng với Trung Quốc và Nga là một chuyện, theo học giả Trần Nguyên Tuấn, có thật luôn. Tức là rất có thể quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tới đây sẽ được nâng lên hai cấp, đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo học giả Trần Nhân Tuấn, nếu điều đó xảy ra một cách thực tế, thì tôi hoan nghênh hai tay lẫn hai chân. Một cái điều theo học giả Trần Nhân Tuấn, tôi muốn nói về bàn lãnh đạo Hà Nội là cần phải làm thế nào nhân dịp này. Việt Nam nên yêu cầu Hoa Kỳ nhìn nhận rằng Việt Nam hôm nay là một quốc gia duy nhất kế thừa, không gián đoạn, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phải quyết tâm dẹp bỏ một cái đám ăn hại đái nát mang tên tuyên giáo, bởi vì bọn này chính là những thế lực cản trở. Mỗi khi tuyên giáo Việt Nam mở miệng là mỗi lần Việt Nam bị phân hóa, bị chia rẽ trong nội bộ. Đó là lý do tại sao mới nhất có những tin tức cho biết ông Joe Biden sẽ sang thăm Việt Nam. Vậy mà trên mạng xã hội Việt Nam đã thấy rầm rộ loan truyền những cái bản nhạc chống Mỹ, và theo học giả Trần Nguyên Tuấn, những cái điều vừa kể càng cho thấy tôn giáo Việt Nam thực sự trở thành cái thế lực thù địch đối với nhân dân và đất nước Việt Nam. Ban tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay dưới sự thao túng của Trung Quốc, họ muốn phá đám tiến trình Việt Nam xích lại gần Mỹ hơn. Và thưa quý vị, liên quan tới chủ đề vừa kể, Đài Á Châu Tự Do hôm nay có một cái bài bình luận với tựa đề thiết lập đối tác chiến lược của Việt Mỹ là một tín hiệu tốt và là một cơ hội tốt cho Việt Nam. Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết, thưa quý vị, cũng như giới báo chí, TV và cá nhân tôi cũng hết sức hy vọng một cái sự tiến triển vượt bậc và hy vọng mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ nâng hai cấp, đó là từ quan hệ ngoại giao đối tác toàn diện lên quan hệ ngoại giao đối tác chiến lược toàn diện. Và hy vọng ông Joe Biden tới Hà Nội sẽ quyết định những cái vấn đề quan trọng như vừa kể. Việc thiết lập quan hệ Việt-Mỹ ở tầm mức đối tác chiến lược trong năm 2023, nhất là nếu sự kiện này diễn ra nhân một chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam trong thời gian tới đây, như truyền thông quốc tế dẫn lời ông Biden đưa tin, sẽ là một tín hiệu tốt, một cơ hội hứa hẹn nhưng không phải là ngẫu nhiên, khi đây có thể được coi là một sự chủ động không ngần ngại từ phía Hoa Kỳ, sau khi cũng đã có những tín hiệu được gửi ra từ phía Việt Nam. Một cựu cố vấn về chiến lược hội nhập quốc tế và phát triển cho nhà nước Việt Nam nói với Đài Á Châu Tự Do từ Sài Gòn hôm 10 tháng 8 năm 2023. Đây cũng là cơ hội mà Việt Nam sẽ nắm bắt nếu muốn thụ hưởng tốt hơn từ các hợp tác song phương trong khuôn khổ mới được kỳ vọng với Hoa Kỳ trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, tài chính, nguyên vật liệu quý, cho đến thúc đẩy những dự án mà Việt Nam đang quan tâm xây dựng như một trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có khả năng cạnh tranh cao so với trung tâm tài chính tại Singapore, hay một cảng trung chuyển quốc tế ở Vân Phong, Khánh Hòa. Kinh tế gia Bùi Kiến Thành nói với Arab A tiếng Việt hôm thứ Năm trên Quan điểm riêng. Đây là một cái tín hiệu tốt mà cũng không phải mà ngẫu nhiên đâu. Là sau cái kỳ viếng thăm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen về báo cáo lại, thì Tổng thống Mỹ cũng nhận được một số những cái tín hiệu từ bên phía Việt Nam muốn có cái sự hợp tác chặt chẽ hơn đối với bên Mỹ. Thì những cái mà câu chuyện đó nó sẽ được hiện thực lại với cuộc viếng thăm của Tổng thống Biden qua. Thì chúng ta chờ đợi rằng có những cái bước tiến triển mới trong cái việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Kinh tế gia Bùi Kiến Thành nói, ông Bùi Kiến Thành cũng cho rằng nếu sự kiện thiết lập băng rào Mỹ-Việt với cấp độ trên diễn ra trong hay là sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam, thì đây sẽ là một động thái mang tính chủ động và không ngần ngại của phía Hoa Kỳ, cũng như từ lãnh đạo cấp cao của Mỹ. Ông nói tiếp, đây không phải là một cái quyết định đơn giản đâu, thì phải có những cái gì mà nó rất là chặt chẽ và nó thiết thực thì Tổng thống Mỹ mới qua Việt Nam như vậy. Cái việc đó chúng ta sẽ chờ đợi, cái kết quả sẽ được tuyên bố sau cái kỳ viếng thăm. Mà đây là chủ động bên Mỹ không ngần ngại để mà gặp phía Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam để bàn về vấn đề hợp tác, có thể là chiến lược đối với lại hai quốc gia.
thì không phải là chỉ là hợp tác về vấn đề kinh tế ngoại giao, nhưng có thể đi xa một bước nữa về an ninh quốc phòng. Thì Việt Nam là đã tuyên bố rằng không khi nào có sự liên minh với lại một quốc gia nào để chống quốc gia nào. Nhưng mà nếu mà cái việc bảo vệ chủ quyền Việt Nam là cái tâm điểm thì Việt Nam vẫn có quyền chủ động để tìm tới những cái đối tác chiến lược có thể giúp đỡ cho Việt Nam bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trước câu hỏi từ chuyện tại sao Tổng thống Biden hé lộ sẽ đi thăm Việt Nam cho tới bàn cờ chính trị khu vực sẽ như thế nào, đặc biệt vấn đề hợp tác an ninh quốc phòng Việt-Mỹ sẽ ra sao sau khi Việt Nam có thể trở thành đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, ông Bùi Kiến Thành đáp. Cái mà Việt Nam và Hoa Kỳ có thể hợp tác với nhau được một cách chặt chẽ là về vấn đề Biển Đông. Việt Nam rất là quan tâm tới chủ quyền Việt Nam trên thềm lục địa Biển Đông, và vừa rồi thì có những các cái hành động có thể gọi là khiêu khích về phía một nước lớn mà trong đó nó vi phạm tới chủ quyền của Việt Nam. Và Mỹ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để mà giải quyết cái vấn đề đó một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhưng mà có cái sự hậu thuẫn của những các hành động về vấn đề an ninh thì đó là chúng ta sẽ xem là phía Mỹ Việt Nam sẽ có những cái thỏa thuận gì một cách thiết thực về cái vấn đề an ninh quốc phòng ở trên Biển Đông đối với Việt Nam. Tất nhiên là Trung Quốc sẽ có đưa ra những các cái sự răng đe này nọ đối với lại một quan hệ chặt chẽ hơn giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Việt Nam thì cũng rất là đắn đo để mà tính toán cái mức đi như thế nào, vẫn là một nước hoàn toàn độc lập, không có bị một cái nước nào, cường quốc nào khống chế mình. Thì giữa vấn đề là bạn với lại một nước như Hoa Kỳ và bạn với lại một nước như Trung Quốc thì hai nước đến bây giờ đối Việt Nam cũng là bạn thôi. Ví dụ như là 16 chữ vàng đối với Trung Quốc hay là những cái chuyện khác thì Việt Nam không có gây thù oán gì với ai cả. Nhưng mà nghĩa là Việt Nam cần phải bảo vệ cái chủ quyền của mình thì có thể là Việt Nam vận dụng cái sự bạn bè thân thiết giữa hai cái cường quốc đó để mà giải quyết cái vấn đề cốt lõi của Việt Nam là Việt Nam là một nước độc lập tự do. Theo kinh tế gia Bùi Kiến Thành, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ sẽ giúp hai nước có được một số hợp tác đột phá so với giai đoạn trước đó trong một số lĩnh vực quan trọng, thậm chí mang tính chiến lược, ông chia sẻ. Thì có những việc đột phá mà Việt Nam vô quỳ có thể làm được, ví dụ như vừa rồi đặt ra cái vấn đề là những cái chất bán dẫn mà Việt Nam đương có cái vị thế rất là quan trọng, là Việt Nam có cái nguyên liệu rất hiếm để mà phát triển cái vấn đề bán dẫn đó. Và Việt Nam là số 2 trên thế giới sau Trung Quốc về cái nguyên liệu đó, vâng. Thì như vậy là có đặt ra nhiều cái vấn đề khác mà Việt Nam không phải chỉ có đất hiếm là nguyên liệu. Thế thì như vậy là giữa Việt Nam với lại Mỹ có nhiều chuyện có thể hợp tác với nhau được, từ những vấn đề nguyên liệu, từ những cái vấn đề công nghệ để mà đưa Việt Nam tiến lên một cái tầng cao mới. Và đây cũng ở trong cái chiến lược chung là chiến lược phát triển của Bắc Á, Nam Á, từ Nhật Bản cho tới Ấn Độ, mà Việt Nam là trung tâm điểm. Thì như vậy là cái vai trò của Việt Nam trong vấn đề phát triển cả cái vùng đó là việc mà Hoa Kỳ quan tâm, để xem thử là có thể hậu thuẫn cho Việt Nam được tới đâu để Việt Nam có thể phát triển mình và đồng thời nữa là tham gia vào trong phát triển của cả một khu vực chiến lược. Từ Bắc Á cho tới Nam Á là cái việc mà hiện bây giờ trong cái chiến lược của Hoa Kỳ là đương hình thành những các cái chiến lược để dài hạn về vấn đề này. Về khả năng những cơ hội mới sẽ được tạo ra như thế nào cho riêng Việt Nam một khi quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ được thiết lập và công bố, đặc biệt trên một số lĩnh vực như kinh tế, thương mại, tài chính, đầu tư, thị trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, năng lượng, môi trường, vẫn trên quan điểm riêng của mình, ông Bùi Kiến Thành nhận định. Tất cả những cái vừa nói đó nó sẽ có cơ hội để phát triển, nhưng mà tất nhiên rằng là đối với Hoa Kỳ cái tiềm năng mà phát triển hợp tác kinh tế nó rất là mạnh mà cho tới bây giờ chưa tới đâu. Và tại bây giờ tới nơi đây là Hoa Kỳ chưa có xếp được cái hạng tới thứ mấy ở vấn đề phát triển hợp tác kinh tế với Việt Nam. Thì cái đó chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao vậy? Thì một là cái mà hồi trước giờ bên phía Hoa Kỳ, đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam vẫn thường nhắc nhở cho lãnh đạo của Việt Nam rằng là vấn đề quản lý quan hệ nhà nước của Việt Nam nó có vấn đề.
mà vì cái vấn đề quan hệ nhà nước chi phí không chính thức đó, nó không có hợp với lại luật pháp của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ không thể nào mà phát triển mạnh được. Thì những cái đó là những cái mà phía Việt Nam đương xử lý và cố gắng xử lý, và mong mỏi rằng những cái việc nó thông thoáng hơn thì Hoa Kỳ có thể là trực tiếp đầu tư phát triển với Việt Nam một cách mạnh mẽ hơn. Cần có lĩnh vực đặc thù nào mà có thể là tiềm năng tốt đối với Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác đối tác chiến lược song phương Việt-Mỹ mà Việt Nam có thể tận dụng được sự chia sẻ kinh nghiệm hay hỗ trợ từ phía Mỹ khi và nếu cấp độ đối tác trên được thiết lập chính thức? Kinh tế gia Bùi Kiến Thành đề cập vài ví dụ. Hiện bây giờ đương có những cái lĩnh vực mà Việt Nam rất là quan tâm, là vừa rồi có những các cái sự thảo luận giữa trung ương với địa phương, ví dụ như là làm sao xây dựng một cái trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính quốc tế theo kiểu như là Singapore đó, thì là Việt Nam sẽ có cái cơ hội phát triển rất là mạnh nữa. Tại vì hiện nay xếp hạng trên thế giới đó, đứng đầu là cái trung tâm tài chính quốc tế London, sau là đến New York, sau là đến Singapore. Đấy, như vậy nghĩa là Việt Nam là ở trong cái múi giờ mà hiện bây giờ chưa có trung tâm tài chính quốc tế. Mà cái tiềm lực của Việt Nam phát triển nó lớn hơn Singapore nhiều. Nhưng mà Singapore bây giờ đứng thứ ba trên thế giới về là cái trung tâm tài chính quốc tế. Thì cái việc mà Việt Nam trở thành là một cường quốc về vấn đề trung tâm tài chính quốc tế là cái việc đương được nghiên cứu. Thì cái đấy rõ ràng là tạo cho Việt Nam được có cái vị thế và có cái phương tiện để mà phát triển. Ngoài ra nữa thì về cái vấn đề giao thông chiến lược, là Việt Nam là một cái trung tâm của cả Bắc Á, Nam Á về vấn đề đường hàng không, cũng như trung tâm của cả Bắc Á và Nam Á về vấn đề đường biển. Mà giao thông mà vận tải là một cái khía cạnh rất là quan trọng cho vấn đề phát triển kinh tế. Thì đấy là một cái mảng mà giữa Việt Nam với Mỹ có thể hợp tác với nhau được. Ví dụ như là cái dự án về cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong đó. Ở Việt Nam đã có cái chương trình phát triển rồi, mà một cái khu công nghiệp 1.500 km vuông từ 2006 đến bây giờ mà chưa có phát triển được. Thì đó là một việc mà nếu mà cái sự hợp tác chặt chẽ Việt Nam với Hoa Kỳ, nó có thể là một cái điểm để mà hai bên hợp tác với nhau một cách hết sức là mạnh mẽ. Không phải chỉ là vấn đề một cái cảng, và tôi nói là thương mại, đó là cảng trung chuyển, và trong đó nó có những cái dịch vụ về cái vấn đề hàng hải, về cái vấn đề là bảo dưỡng, bảo hành, cung cấp lương thực cho những cái đội thuyền quốc tế, mà kể cả hạm đội Mỹ nữa, ví dụ như vậy. Cuối cùng, trước câu hỏi liệu đây có phải là một cơ hội được đặt ra với Việt Nam mà nước này cần nắm bắt ngay trong quan hệ song phương Mỹ-Việt trong bối cảnh hiện nay, để hướng tới một tương lai hợp tác hữu nghị, hiệu quả, thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung giữa hai bên, cũng như đóng góp cho hòa bình và phát triển ở khu vực hay không? Ông Bùi Kiến Thành tiếp tục nêu quan điểm riêng và đặt ra một số vấn đề để cùng suy nghĩ tham khảo. Tất nhiên là Việt Nam sẽ nắm bắt cơ hội thôi, mà nắm bắt cơ hội tới cái mức như thế nào thì là đó là chúng ta còn có đo lường như thế nào cho nó có lợi cho Việt Nam mà không có hại. Thì có nhiều chuyện có thể làm được đối với Việt Nam, Hoa Kỳ. Ngoài cái vấn đề là phát triển công nghệ thì nó còn có khoa học, nó còn có cái vấn đề nhân sự. Ví dụ như ở Việt Nam bây giờ quản lý nhà nước nó yếu kém là tại vì sao? Hay là quản lý doanh nghiệp nó yếu kém làm sao? Nếu như kinh tế giữa Việt Nam với Mỹ mà phát triển ra thì cái nhân sự lãnh đạo về vấn đề phát triển kinh tế nó sẽ như thế nào? Cái thành phần của những cái người Việt Nam ở bên Mỹ có thể tham gia gì được trong vấn đề xây dựng đất nước, thì tất cả những cái chuyện đó đó là sẽ được nghiên cứu. Không có lý do gì mà Việt Nam có 3-4 triệu người ở trên thế giới và hàng bao nhiêu triệu nữa là nhân sự rất là tốt bên Mỹ mà không sử dụng. Thì cái đó là một việc giữa Hoa Kỳ, Việt Nam cần phải nghiên cứu để thế nào tạo cái điều kiện để Việt Nam có thể là vận dụng được tất cả những tài nguyên của trong nước cũng như ngoài nước để cho đất nước phát triển. Và đồng thời Việt Nam phải nghiên cứu cái vị thế của mình nó như thế nào để không để xảy ra những các cái lỗi lầm xưa nữa. Thì luôn luôn là chúng ta làm bạn với một cái người bạn lớn, làm bạn với lại một con hổ, làm bạn một con gấu. Thì chúng ta phải có cái sự là thận trọng trong cái vấn đề quan hệ. Kinh tế gia Bùi Kiến Thành nói với Đài Á Châu Tự Do trên quan điểm riêng. Thưa quý vị, liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine, những cái tin tức mới nhất cho biết
quân đội Ukraine đáp vào khu Bắc của thị trấn chiến lược Robotyne. Những cái clip và hình ảnh video phát trên mạng xã hội Ukraine cho thấy lực lượng quân đội Ukraine tiến vào thị trấn này hết sức thuận lợi, hầu như không có sự chống trả. Như vậy, thưa quý vị, sau hơn 6 tháng, với những thiệt hại đáng kể, hay nói đúng hơn, tốn hết 66 ngày, với một số lượng quân tổn thất và thiết bị chiến tranh, và cuối cùng quân đội Ukraine cũng giành được thị trấn Robotyne. Những tin tức vừa kể chưa được xác nhận, nhưng qua các phản ứng của giới blogger quân sự Nga rõ ràng cho thấy quân đội Nga đã rút khỏi thị trấn chiến lược này, và điều đó sẽ giúp cho quân đội Ukraine tiếp đà tiến tới Tốc Mát. Và như vậy, một cái đoạn đường để cắt ngang tiến về biển Azov còn không bao xa. Theo giới phân tích, đây là một trong những tin tốt nhất trong 2 tháng vừa qua, và điều đó khiến cho quân đội Nga phải lựa chọn một trong 2 điều kiện sau đây. Một là tiếp tục tấn công Luhansk theo hướng Kupiansk, và vấn đề thứ hai, quân đội Nga phải đưa quân về củng cố tuyến phòng thủ Răng Rồng ở chiến trường Zaporizhia, bởi một cái lý do đơn giản, đó là nếu chiến tuyến này bị xuyên thủng thì nguy cơ mất Tốc Mát là rất lớn. Mà mất Tốc Mát thì quân đội Ukraine có thể nhanh chóng tiến ra biển Azov và cô lập hoàn toàn bán đảo Krim, cũng như cắt tuyến đường ven biển nối từ Donetsk xuống bán đảo Krim. Những điều vừa kể theo giới phân tích cho rằng, cụ thể, Trung tá Ba Lan, ông Maxei Krove, đưa ra những nhận định cho rằng nếu quân đội Ukraine tiếp tục gây sức ép với quân đội Nga như hiện nay và với một cái cường độ vào lúc này thì cuối mùa thu hay đầu mùa đông, quân đội Nga sẽ có những cái suy sụp rất lớn, nghiêm trọng về mặt hậu cần. Mà dù trên chiến trường Ukraine hiện nay, theo Trung tá Ba Lan, ông Berikove, mặc dù có vẻ như không có những điều xảy ra ở mặt trận, nhưng rõ ràng chúng ta đang chứng kiến một cái thời điểm quyết định của cuộc phản công. Khi mà quân đội Ukraine với một cái động lực, mục tiêu cố gắng gây ra những cái tổn thất lớn nhất có thể cho quân đội Nga. Và đó là những cái lý do tại sao quân đội Ukraine trong thời gian 2 tháng gần đây, họ đã di chuyển pháo binh theo các cái hướng khác nhau, trong khi quân đội Nga luôn luôn phải tái tạo và xoay vòng các cái đơn vị chiến đấu. Quân đội Nga chỉ đơn giản là họ đẩy các cái quân nhân thiếu kinh nghiệm vào các chiến hào phòng thủ chắc chắn. Đó là những cái đơn vị bộ binh chất lượng thấp, không thiện chiến, mới được huấn luyện và tung ra chiến trường. Những điều vừa kể để quý vị thấy rằng mục tiêu của quân đội Ukraine không phải là phá vỡ thế phòng thủ của Nga hiện nay, mà buộc quân đội Nga phải tiêu hao tài nguyên, đồng thời làm căng hệ thống cung cấp hậu cần của quân đội Nga. Quân đội Ukraine tập trung các cuộc tấn công theo một cái hơi hướng khác thường. Họ không trực tiếp hỗ trợ lẫn nhau và chiếm những cái vùng đất rộng lớn, nhưng những cái chiến thuật tiêu hao đánh phá hậu cần đã buộc quân đội Nga phải di chuyển trang thiết bị hỗ trợ chiến đấu tới những khu vực khác nhau. Và tới một mức nào đó, việc di chuyển các đơn vị, các trang thiết bị của quân đội Nga không còn hiệu quả, thì lúc đó quân đội Nga sẽ trải qua một cái sự sụp đổ hậu cần rất nghiêm trọng. Điều đó cũng liên quan tới lời giải thích của Trung tá Ba Lan, ông Krove, giải thích câu hỏi tại sao quân đội Nga đang ồ ạt tấn công theo hướng Kupiansk. Câu trả lời là vì mục tiêu của quân đội Nga đó là làm cạn kiệt nguồn binh lực dự bị của quân đội Ukraine, và nếu quân đội Nga tạo ra một cái bước đột phá, Nga sẽ buộc Ukraine phải sử dụng lực lượng dự bị của họ vào trận chiến, và như vậy quân đội Ukraine sẽ không thể tiếp tục gây các cái áp lực lên hệ thống hậu cần của quân đội Nga. Và đó là một trong những lý do tại sao chúng ta đang ở một cái bước ngoặt trong cuộc phản công. Tuy nhiên, chuyên gia nhà phân tích Trung tá Krove cho rằng cũng không loại trừ khả năng quân đội Ukraine họ sẽ tiến hành các cái cuộc tấn công lớn khác nhau trong tuần tới đây, và các cái chiến dịch đổ bộ xuống hạ lưu sông Donetsk cũng như tiến về bán đảo Crimea. Theo giới phân tích cho rằng, nói một cách đơn giản, quân đội Ukraine hiện nay đang tấn công từ nơi này sang nơi khác và luân phiên, đặc biệt tập trung ở mặt trận phía nam.
để buộc khối phòng thủ của quân đội Nga phải liên tục di chuyển, với cái mục tiêu làm rạn nứt hậu cần của quân đội Nga. Ngược lại, quân đội Nga đang tấn công ở khu vực Kharkov, khu vực Kumian Kremlina, với hy vọng của họ buộc quân đội Ukraine phải trở về mặt trận đó và làm giảm cường độ quấy rối của quân đội Ukraine hiện nay. Trở lại tình hình chiến trường Đông Bắc Ukraine, khu vực mặt trận Kharkov, theo giới phân tích cho rằng các mũi tấn công của quân đội Nga ở Kupian đã có những dấu hiệu chậm lại. Quân đội Nga không tiến như vũ bão như một tuần trước đây, trong khi quân tiếp viện và quân dự trữ của Ukraine đã đến kịp thời trước khi quân đội Nga tấn công vào Kupian trong những ngày tới đây. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ở cái thời điểm hiện tại, quân đội Nga đang ở vị thế chủ động tấn công, nhưng chắc chắn sẽ phải chậm lại trong vài ngày tới đây. Nếu quân đội Nga tiếp tục tiến đến sát với Kupian, quân đội Ukraine sẽ tổ chức tấn công. Đây là một cái khả năng lớn nhất, vì sau đó quân đội Ukraine cho biết họ phải giữ thủ thành phố Kharkov, Izium, để quân đội Nga không thể giành tay tăng viện cho mặt trận phía Nam. Theo giới phân tích, nếu có sự kháng cự của quân đội Ukraine ở Kupian đủ mạnh giữ vững trận địa khoảng một tuần, thì lúc đó quân Nga sẽ buộc phải rút lực lượng về phòng thủ khu vực thốt ngát ở Zaporizhia, và điều này trong tình hình được cho là khó xảy ra hơn. Trong khi đó, những tin tức mới nhất được kiểm chứng ở mặt trận Kupian, theo đó những mũi tấn công xa nhất của quân đội Nga hiện nay còn cách Kupian 10 cây số, nó là vào thời điểm 11 giờ đêm ngày 10 tháng 8. Và tới sáng sớm ngày 1 tháng 8, quân đội Nga tiếp tục tấn công về hướng Kupian, trong khi các tin tức trên mạng xã hội của Nga nói rằng quân đội Nga đã áp sát ngoại ô Kupian, hay còn cách Kupian chừng 4-5 cây số. Nhưng xác nhận của Bộ Chỉ huy miền Đông cho rằng đó là những tin giả, hoàn toàn không có việc quân đội Ukraine rút chạy về Kupian, mà thực chất là những hành động phòng thủ có lùi về tuyến sau. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy quân sự miền Đông khẳng định không có chuyện quân đội Ukraine bỏ các vị trí phòng thủ để rút chạy, đó là những tin giả. Trở lại với chiến thắng của quân đội Ukraine ở mặt trận Zaporizhia, theo giới phân tích, việc bình định Robotyny cũng tương đối mất thì giờ. Đây là một thị trấn với một diện tích 3,5 cây số vuông với 480 dân, mà quân đội Ukraine đã tốn quá nhiều thời gian, khí tài, tối tân và xương máu của binh lính. Những sự hạn chế mất thời gian bởi vì quân đội Ukraine thực hiện những sự chỉ đạo của các chuyên gia quân sự NATO, và điều đó khiến cho họ thiệt hại về nhân mạng cũng như thiết bị chiến tranh rất nhiều. Quân đội Ukraine đã áp dụng chiến thuật đánh nhỏ, đó là cách đánh của các lực lượng siêu, tức lực lượng tinh nhuệ, và bằng cách đó quân đội Ukraine đã tiến sát vào Robotyny và chiếm được gần hết thị trấn này. Trong các báo cáo của quân đội Ukraine hết sức hạn chế cho biết, ở mặt trận Robotyny, dưới bóng tối bao phủ, với cái toán khoảng từ 10 tới 15 binh sĩ Ukraine, họ lan lỏi dọc theo các cái hàng cây đến rìa ngôi làng này do quân đội Nga đang chiếm đóng, để tiến hành một cái cuộc tấn công trước lúc bình minh. Khi quân đội Nga đang ở tư thế phòng thủ đã đáp trả bằng một loạt súng máy, sau đó máy bay không người lái và pháo binh của Ukraine đã phát hiện và tấn công các mục tiêu phòng thủ của quân đội Nga. Sau một ngày giao tranh ác liệt, nếu quân đội Ukraine thiệt mạng 2 binh sĩ và một số người bị thương, song trung đội vừa kể của quân đội Ukraine họ đã giành được một chỗ đứng ở Robotyny. Và sau đó các cái hình ảnh trên clip video cho thấy quân đội Ukraine tiến vào Robotyny trong cái điều kiện không hề vội vã. Trong khi đó, AFP, một cái bản tin với tiêu đề lính Nga, cuộc phản công của Ukraine đang thất bại. Ở đây chúng tôi cũng phải nói với quý vị rằng tại sao KTV thường xuyên đưa các cái thông tin của AFP, đó là cái hãng truyền thông của nước Pháp. Và như quý vị đã biết, nước Pháp đưa tin với một thái độ quá thận trọng, thậm chí có những tin tức thiên về quân đội Nga nhiều hơn.
Những điều vừa kể nó cũng phản ánh một thái độ của chính phủ Pháp đối với nước Nga hết sức lầm trần và không cương quyết. Trở lại bản tin của AFP liên quan tới cuộc phản công của Ukraine hiện nay, thậm chí theo nhận xét của quân nhân Nga trên chiến trường, nói với AFP rằng quân đội Ukraine đang phản công thất bại. Theo AFP cho rằng Nga và Ukraine đang ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên ở thủ đô Moscow, vào sáng ngày 11 tháng 8 lại xuất hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Ukraine, và điều đó khiến cho không phận tại thị trường Vnukovo, một trong ba số sân bay lớn nhất của thủ đô Moscow, cũng như là bị đóng cửa. Trong khi đó, AFP đã dẫn các thông tin từ hãng thông tấn TASS của Nga cho biết không phận thành phố Kaluga cách thủ đô Moscow chừng 200 cây số về phía tây nam cũng bị đóng cửa, nhưng bản tin không nêu rõ lý do. Trong khi đó, nói về các cuộc tấn công của quân đội Nga trong những ngày qua, AFP cho rằng đạt hiệu quả chiến dịch phản công kéo dài 2 tháng nay của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, những cái kết quả không như mong đợi của phương Tây. AFP đã tiếp cận với các sĩ quan và binh lính ở chiến trường Donetsk. Theo những sĩ quan này cho biết, cấp chỉ huy của họ nói với họ rằng quân đội Nga đã giành những chiến thắng trên chiến trường trong thời gian vừa qua. Trong khi thưa quý vị, lực lượng an ninh Ukraine được cho là hết sức xuất sắc khi họ bịt kín tất cả các cái thông tin liên quan tới chiến tranh ở mặt trận. Nhưng giới phân tích cho rằng dựa vào các yếu tố quan trọng thì họ vẫn có thể phán đoán được rằng trên chiến trường quân đội Nga đang ở thế phòng thủ yếu hơn. Tại sao lại kết luận như vậy? Theo giới phân tích đưa ra, những cái bằng chứng cho thấy: một, người Nga đã chủ động yêu cầu ngừng bắn. Những điều vừa kể để cho thấy Điện Kremlin muốn đóng băng chiến trường Ukraine hiện nay. Đặc biệt trên thực tế đã cho thấy quân đội Ukraine đã gửi những số lượng binh lính mới ít được đào tạo hơn vào trận chiến với một số lượng lớn hơn, trong khi những đơn vị được cho là với những tay súng chuyên nghiệp dần dần đã bị thiệt hại lớn và bị loại bỏ. Một cái vấn đề thứ ba đó là hầu hết các kinh nghiệm lính nghĩa vụ mới của Nga gửi tới mặt trận, họ đều được trang bị mũ bảo hiểm loại cũ của Nga trước đây, kể cả các cái vũ khí cũng rất cũ. Họ dường như mới nhập ngũ và được huấn luyện vài tuần trước đây mà thôi, thậm chí có những cái lực lượng không hề được huấn luyện. Và thưa quý vị, một cái điểm thứ tư đó là quân đội Nga thường tự hào họ có một cái lực lượng xe tăng hàng trăm chiếc, đó là xe tăng T-90M. Nhưng thực tế trên chiến trường hiện nay, quân đội Nga chỉ đưa ra chiến trường những chiếc xe tăng T-62, T-54 của lỗ sĩ. Quân đội Ukraine thì mỗi ngày được cung cấp và trang bị các thiết bị vũ khí hiện đại hơn quân đội Nga rất nhiều. Trong khi đó, các tin tức tình báo cho hay quân đội Nga đã đốt lực lượng và thiết bị quân sự ở các tuyến biên giới của Nga với các quốc gia khác để tung vào chiến trường Ukraine. Một cái bằng chứng thứ sáu đó là dòng người Ukraine đến tị nạn ở Ba Lan hầu như đã chấm dứt. Vào những tháng đầu của cuộc chiến, những dòng người tị nạn Ukraine sang Ba Lan và các quốc gia láng giềng được cho là dài vô tận. Trong khi đó, hiện nay đa số những người Ukraine đang ở các quốc gia láng giềng đang muốn trở về quê hương. Một cái vấn đề thứ bảy đó là các bộ lớp quân sự của quân đội Nga, họ không đưa ra những cái báo cáo màu hồng như những cái thông tin của Điện Kremlin đưa ra, mà những cái thông tin của lực lượng blogger quân sự Nga hiện nay hoàn toàn trái ngược với những cái thông tin của hãng truyền thông nhà nước. Trong khi đó, nền kinh tế Nga đang lao dốc, đồng rút đang trở nên mất giá nghiêm trọng, và rõ ràng trong thời gian gần đây không còn nhiều các cái video clip hay những cái hình ảnh mô tả những chiến thắng chiến thuật vĩ đại của quân đội Nga. Và những điều vừa kể được giới blog quân sự Nga thừa nhận. Trong một khi đó, các đơn vị quân đội Nga ở mặt trận đang chứng kiến những cái cuộc binh biến hay đào mũ trên quy mô lớn, trong khi máy bay không người lái của quân đội Ukraine tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trên chiến trường.
Những điều vừa kể để quý vị thấy rằng quân đội Nga khó hay thậm chí không có bất kỳ một cái cơ hội nào để giành chiến thắng, mà cuộc chiến của họ thậm chí đang ở giai đoạn bế tắc. Trong khi đó, thưa quý vị, những cái thông tin mới nhất về sự ủng hộ của Hoa Kỳ và các cái quốc gia đồng minh đối với Ukraine được biết, Hoa Kỳ sắp cung cấp thêm một cái nguồn khoản viện trợ cho Ukraine 200 triệu đô la. Đó là một cái gói viện trợ nằm trong một cái ngân sách sẽ được thông qua bởi Quốc hội lưỡng viện trong những ngày tới đây. Dự kiến gói viện trợ này sẽ bao gồm nhiều tên lửa cho hệ thống, tên lửa phóng loạt HIMARS với nhiều đạn dược hơn cho các hệ thống phòng thủ phi đạn đất đối không Patriot. Những cái điều vừa kể được các quan chức của Tòa Bạch Ốc nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với một cái điều kiện giấu tên. Họ cho biết trước một thời điểm gói hàng dự kiến được công bố vào cuối tuần này và cho biết trong gói viện trợ bao gồm các khoản viện trợ đó là các thiết bị rà phá bom mìn, vũ khí chống tăng như phi đạn Thao và AT-4 vấp phải. Theo đó, gói viện trợ mới nhất sẽ đánh dấu lần thứ 44 cho phép Tổng thống Joe Biden sử dụng quyền rút các thiết bị quân sự khỏi kho của Bộ Quốc phòng kể từ đầu cuộc chiến cho tới nay. Tuy nhiên, có những điều hạn chế mà Washington Post mới nhất đưa ra chỉ trích Tòa Bạch Ốc với một cái thông tin cho rằng nhóm phi công của Ukraine đầu tiên sẽ hoàn thành cái khóa huấn luyện trong việc sử dụng phi cơ F-16. Theo đó, khóa học hoàn thành không sớm hơn mùa hè tới đây. Theo Washington Post cho biết lý do bởi vì trước tiên các cái phi công Ukraine tham gia sự khóa đào tạo phải ạ. Họ phải thực hiện một cái khóa học tiến hành kéo dài 4 tháng, mặc dù các phi công Ukraine được tuyển chọn, về cơ bản họ đã có trình độ tiến hành tương đối tốt, nhưng họ cần phải học các cái thuật ngữ sử dụng máy bay phản lực F-16, do đó quá trình huấn luyện sẽ kéo dài hơn 6 tháng, và họ sẽ tốt nghiệp vào tháng giêng tới đây. Một cái nhóm thứ hai sẽ sẵn sàng sau 6 tháng vào cuối năm 2024. Trong khi đó, quân đội Ukraine tin rằng việc đào tạo phi công F-16 sẽ mất thời gian nhiều hơn. Tuy nhiên, các giới chức quân sự Ukraine vẫn bày tỏ những nghi ngờ của họ khi cho rằng đó là một sự kéo dài của Hoa Kỳ và NATO. Đó là lý do Hội đồng Atlantic của NATO đã đưa ra một cái bài nhận định với tựa đề sự chậm trễ cung cấp F-16 đã khiến cho quân đội Ukraine đã bộc lộ các điểm yếu chưa có ưu thế, làm chủ không phận giết người của quân đội Nga. Theo Atlantic cho rằng hơn 6 tháng trước đây, đã rất nhiều các ý kiến cho rằng nếu Ukraine muốn chiến thắng toàn diện và chiếm lại Crimea thì họ phải có trong tay máy bay F-16, nhưng không hiểu lý do gì Hoa Kỳ và NATO nhất định không cho phép huấn luyện phi công F-16. Phải chăng quân đội Hoa Kỳ đã tận dụng sức lực của quân đội Ukraine trong trận chiến tiêu hao đối với nước Nga cho tới ngày suy sụp? Song dù sao, những thông tin mới nhất về việc đào tạo huấn luyện phi công cho máy bay F-16 nó vẫn là những cái tin mừng, dù rằng quá chậm trễ. Tuy nhiên, giới chức quân sự Ukraine cho rằng hình như cái quyết định đó không hợp lý. Tại sao lại đổ thừa vì phi công Ukraine không biết nói tiếng Anh nên không huấn luyện sử dụng máy bay F-16, trong khi các phi công được Ukraine tuyển chọn họ là những cái phi công điều khiển các hệ thống máy bay của Liên Xô cũ, đó là MiG-2 Su, thậm chí là những cái tay lái điều luyện trong không chiến. Và nếu huấn luyện cho họ tại Anh Quốc vài trăm từ tiếng Anh thì họ có thể hiểu được về việc sử dụng máy bay F-16 không có gì khó khăn cả. Truyền thông phương Tây hết sức chú ý đã làm tại một cái diễn đàn dành cho giới trẻ ở Nga. Phát ngôn viên của Điện Kremlin ông Dmitry Peskov đã đưa ra những tuyên bố cho rằng truyền thông phương Tây gần đây đã nhận những mệnh lệnh và đưa ra những tin tức sai lệch đã được chuẩn bị một cách chuyên nghiệp. Phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin ông Peskov, truyền thông phương Tây phản ứng, nó không chỉ sai sự thật mà nó làm cái ví dụ về chuyện truyền thông Nga truyền đưa những tin giả rồi cuối cùng họ đổ thừa cho người khác.
nghĩa là kẻ gây hấn đã buộc tội những người khác thực hiện các hành động mà kẻ đó đang làm. Peskov nói rằng phương Tây có rất nhiều những nhà báo tài năng, nhưng kể từ khi họ phát động cuộc chiến tranh chống nước Nga, chống lại chúng ta, họ hoàn toàn sống trong một tình trạng bị quân đội kiểm duyệt thông tin. Tuy nhiên, các nhà phân tích truyền thông phương Tây đã đưa ra các bằng chứng của chính Nga chứ không phải các quốc gia phương Tây đã áp đặt các luận và hạn chế quyền tự do thông tin với những chiến dịch thông tin sai lệch rộng rãi trong cái khuôn khổ nỗ lực chiến tranh của nước Nga. Nước Nga không giống như phương Tây, nơi các cái phương tiện truyền thông độc lập và các cái cấu trúc cũng như các cái chính sách phù hợp, trong khi báo chí ở Nga phần lớn nằm trong sự kiểm soát của chính quyền. Do đó là lý do tại sao truyền thông của nước Nga hiện nay xếp hạng 164 trên tổng số 180 quốc gia liên quan tới cái chỉ số tự do báo chí thế giới. Thưa quý vị, chúng tôi đưa ra những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng bên nào cũng đưa các cái thông tin có lợi cho họ, tuy nhiên cứ truyền thông phương Tây thì chắc chắn sẽ trùng gian và những cái tin tức đó chính xác hơn. Bởi lý do truyền thông phương Tây có sự cạnh tranh giữa các cái hãng thông tin, không thể đưa tin giả. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.